Hello anh em ha. Hello anh em, lại là mình đây ha. Thì hôm nay về được cho anh em một cái em XXR cũng rất là nhiều đồ chơi. Xe rất là ngon ha. Cái xe này mình đánh giá là ok ha. Thì cái màu xanh này là cái màu của 2023 thì ra màu này nha anh em. Màu xám thì là màu của 2020 nha anh em. Màu xám bạc á. Còn màu này là màu mẫu 2023 nha anh em. Đó, xe này rất là nhiều đồ chơi luôn ha. Để mình đọc cho anh em một số cái đồ chơi. Cái XXR nè, bảo vệ chó đèn nè, chắn gió nè, kính nè, bao tay tay thắng nè, nguyên bộ nè, bảo vệ các nước nè, chống đổ khung nguyên bộ luôn ha, nguyên bộ chống đổ khung luôn ha anh em ha. Rồi cái này là ba ga này để cho anh em treo giỏ treo thùng nè, ba ga sau nè. Rồi tiếp theo là chắn bùng sau nè. Anh em thấy mua là lời không? Chắn bùng sao rồi nguyên bộ NSD có phốt vàng nè. Anh em mà đi phố là bao êm luôn. Nhìn rất là đẹp ha anh em. Đó, rồi. Cái này gọi là cùm ghi đông Motorwork ha. Đó, là cái này làm cái gì mình không biết ha. Thì bán xe mình mua về mình để lại cho anh em hết chứ tháo làm gì đâu. Rồi, chỗ này có cái móc treo trà sữa cho người yêu ha. Đó, anh em nào mà có bạn gái hoặc bạn gái hay kêu bắt đi mua trà sữa thì con xe này anh em chạy mô tô đã mua được luôn ha. Thì xe thì nó cũng không có gì xấu hết ha anh em ha. Chỉ có cái chỗ này này dính keo à. Để mình trà nó chỗ này chắc cái do giữ xe nó hơi xước xíu xiu xe cũ. Còn nhìn là cũng rất là keng ha anh em ha. Đó. Bây giờ anh em xem. Hôm nay mình bán cho anh em 62 triệu nha, không bớt nha anh em. Con này mẫu 2023 đi chắc cũng được có thêm nâng ghi đông Motorwork nữa. Đi cũng được 9.000 cây rồi á. 9.000 cây anh em. Con này đi được 9.000 cây nha anh em. Để anh em 62 triệu dễ chơi nha anh em. Đó, anh em nói là bên mình bán xe á anh em là giá chuẩn nha anh em, giá là fix cho anh em rồi á. Chứ anh em đừng trả giá nó giống như con Z ngàn rồi nè. Anh em Z ngàn này tâm sự với anh em, mình đăng lên anh em là 100 16x. Đó thì không có bớt. Mấy anh em biết vô trả mình bao nhiêu không? Trả mình 150. Trời trả như là không trả như là trả cho vui vậy anh em. Nói chung là trả mà mình có quyền mình thích bán hay không bán, ý là mình không có bớt đâu anh em ơi. Mình bán anh em giá hợp lý. Giống như R15M nè, anh bán 6x nhỏ nè. 16x nè, 15x nè, CB nè, mình bán là anh em giá hợp lý hết, anh em khỏi thách. Đó. Này 62 triệu bao ký nha anh em. Anh em rút hồ sơ thì thêm phí nha. Đó. Con này nói trước anh em. 62 triệu bao ký luôn. Con này lấy về bán cho anh em cho vui thôi chứ chắc lời chắc được không bao nhiêu đâu anh em, chắc khẳng định anh em luôn. Cái này chủ yếu là lấy có xe nhỏ về bán cho anh em cho vui. Để cho anh em sau này up CC mua mấy cái xe bự bên mình. Đó. Rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ cho xác minh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và chúc anh em nhiều sức khỏe nha anh em nha. Đó.